Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách giải các câu hỏi trong đề thi most thông qua cái câu hỏi trong project số 3 đề một môn Papa 26, phần specialist. Và tình huống mà họ đưa ra ở đây cho chúng ta là rock crawling. Uh, ta có cái gì? A tourism office in Southern Utah has hired you to modify a slide presentation on rock crawling in Moab, Utah thì uh, nói chung cái tình huống ở đây đưa ra thì chúng ta hiểu được không hiểu cũng được vì nó không quan trọng nó không giúp chúng ta giải quyết vấn đề đằng sau và chỉ đơn giản là các bạn đang được tuyển vào trong một cái văn phòng du lịch ở nam Utan ấy à, và chúng ta sẽ phải giúp họ một cái việc là uh, sửa các cái bản thuyết trình ở đây thôi theo vào cái đặt số 1 trong task số 1 thì các bạn thấy là duplicate the slide title tức là có cái slide có tên là most popular là cái này đây số 3 các bạn nhìn thấy đây này hoặc là các bạn kích vào đây các bạn retro thì các bạn sẽ thấy hiện ra chữ là most popular các bạn kích ở đấy sau so, duplicate thì nếu cho muốn làm gì với một đối tượng slide thì đơn giản thử chuột phải xem nó sẽ có duplicate ở đây còn nếu các bạn nắm chắc chức năng rồi thì các bạn có thể dùng những cái chức năng những phím tắt chẳng hạn như control D thì nó cũng là duplicate đó. thì thấy là gì nó đã tạo ra một cái bản mới sau khi đã duplicate một cái nội dung đúng yêu cầu đây rồi ta đánh dấu câu này là hoàn thành và chúng ta sang cái task số 2 ở đây ta có là make the slide title à ok làm sao cho cái trang là other activities visible nhìn cái các bạn có thể nhận ra ngay là cái trang slide nào bị ẩn là nó sẽ có dấu chéo như thế này và bây giờ chúng ta cần làm sang slide ẩn nó hiện trở ra mà đó. thì nếu mà chúng ta thử kích vào trang slide số 5 xem đúng không đúng đó là other activities thì bây giờ cũng tương tác lên trên cái trang slide ta thử chuột phải xem là có gì không đấy nó có hai slide các bạn có thể kích đầy cái là và cái trang slide chúng ta từ chế độ đang ẩn nó chuyển sang hiện rồi câu này hoàn thành sang câu số 3 luôn display the text in the uh, in the upper right corner of hand sound. Oh, tức là chúng ta sẽ phải hiển thị được cái ngày tháng năm ở góc trên bên phải của cái handout create from this presentation tức là cái handout được tạo ra từ bản thuyết trình ấy thôi ừ. Tóm lại đơn giản là chúng ta làm sao để cái handout khi in ra là cái ngày tháng năm nó sẽ ở góc trên bên tay phải. À, với cái tình huống này thì các bạn có thể nghĩ vào file print bởi vì nó liên quan ý ấn mà nhưng mà thực ra file print các bạn đừng vào vì nó không có tác dụng gì đâu. Uh, và các bạn có thể thấy là cái này nó giống như header footer lề trên với tiêu đề trên tiêu đề dưới thì các bạn có thể nghĩ là và insert sau đây cho chọn là header and footer nhưng cái này không đúng bởi vì cái này là chèn cái nội dung đấy vào trong cái 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 header, chứ nó không phải đây này các bạn có thể nhầm với việc này header and footer xong vào no sense header thì đây là bật để chèn cái cái, cái ngày tháng năm ở đấy thôi chứ còn không xét ngày tháng năm ở góc trên đấy ở đây display the date in the upper right corner ở đây nó nằm ở trong cái ý là như thế này chúng ta sẽ phải vào view chọn uh, hands master và các bạn bật Đó, cái, bật cái ngày tháng năm hiện ở góc trên bên tay phải nó như thế này rồi close master view để chúng ta ra ngoài à, và chúng ta hoàn thành câu số 3 cho sang câu số 4 nhé Reorder the presentation so the last slide title à, Sắp xếp rồi, câu này câu sắp xếp Sắp xếp lại vị trí các trang slide Làm sao cho cái trang slide cuối cùng Nó thành slide số 3 Ui, cái này đơn giản Các bạn đơn giản là kích vào trang slide cuối cùng Đây, xong nhấn kéo một cái làm sao cho nó thành Nó đi đâu mất rồi Ờ, không đúng, không đúng, không đúng Đâu, tôi kéo có đúng chỗ chưa Hình như là tôi kéo bị chưa rồi Đây này, tôi kéo không biết là sao bị chưa Chắc kích, kích ra ngoài Đấy. Làm Là sao cho cái trang này nó thành đúng số 3 Rồi hoàn thành Xong rồi ta lại đánh dấu Cái task số 4 này đã hoàn thành Ta sang task số 5 Change the header settings to print three slides per page Tức là ta sẽ phải đặt cái thiết lập in ấn Làm sao cho nó in là gì ba trang slide trên một cái tờ giấy Này dễ rồi vào file print Bởi vì in ấn mà Đó, Các bạn vào file chọn print và ta có thể để là slide ở đây này đặt là ba trang slide in in cái gì in ba trang slide trên một tờ giấy xem có dạng khác không đúng rồi đấy ba trang slide trên một tờ giấy đơn giản như vậy thôi các bạn có thể thoát ra ngoài cũng được hoặc là vào file và chọn print lại để xem có đúng như thế không chuẩn rồi nhá vậy là ta đã hoàn thành câu số 5 nhấn mark complete à, và bây giờ nhấn nút grade project xem mình đã đúng rồi. Như vậy là tôi đã hoàn thành toàn bộ các cái câu hỏi trong project số 3 của đề số 1 môn Papa 2016. À, cho nhấn continue để sang cái project số 4 và các bạn à, vui lòng xem cái project số 4 trong cái video tiếp theo nhé. Còn nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin đang có ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.